Vâng, vậy là sẽ là con cơ giáp đầu tiên thuộc về phía của quân đoàn cây ruộng. Và bây giờ họ sẽ phải cố gắng làm sao chiếm được cái cổng gia tốc, chiếm được cái cổng gió bão này. Vâng, không chiếm được rồi. Các thành viên bên phía của Green Meta họ đã thành công cho cái việc phải phá vỡ được cái cổng gió bão. Một tình huống phòng thủ hay đến từ bên phía của Green Meta. Nhưng mà quân đoàn cây ruộng cũng đã bào được tầm khoảng 3% máu vào căn cứ bên phía của Green Meta rồi. À không, không giữ được rồi. Không thể hạn chế được bước đi được rồi. Bây giờ con cơ giáp nó đang đi rất nhanh, đang đi rất nhanh với cái gió bão. Và bây giờ nó sẽ hút được thôi, nó sẽ hút được thôi. Vấn đề là các thành viên bên phía của quân đoàn cây ruộng họ khai thác được bao nhiêu, hay là họ end game luôn. Vâng, có vẻ như là end game luôn rồi. Vâng, và đó là end game luôn. Và 1-0 cho quân đoàn cây ruộng. Vâng, cơ hội để có thể tận dụng được cái con cơ giáp này, nó sẽ lên được một tầm cao mới, sở hữu cho mình được cả bom băng. Bây giờ vào trong sâu, bắt đầu nhồi bom băng vào quân địch. Quân đoàn cây ruộng họ đã có cho mình đó chính là điểm gia tốc rồi. Và chắc chắn đây sẽ làm tơn đẩy dẻo, một tơn đẩy dẻo dành cho bên phía của quân đoàn cây ruộng. Và có đẩy được không? Đây, đẩy được không? Đẩy dẻo luôn, đẩy dẻo luôn. Và đó là chiến thắng, đó là chiến thắng 2-0. Phải chăng có mùi 3-0 hay không? Đây, bên phía đội quân đoàn cây ruộng vẫn đang thể hiện UI 20 rồi. 20 rồi, nếu với một cái con cơ giáp 20 mà mở được cổng gió, mở được cổng gió đẹp, thì khả năng là bên phía của quân đoàn cây ruộng họ dứt điểm trận đấu này luôn quá. Vâng, cặp cá hơi kỳ nha. Nhưng lần này thì không có cho mình đó chính là cái cổng gió rồi. Vẫn phải tiếp tục là một cái tơn đi lề mề từ con cơ giáp thôi. Lấy cho mình con cơ giáp L30, mở được cổng tốc và một phát ôn in luôn nếu được. Nhưng có vẻ như là các thành viên quân đoàn cây ruộng không cho Green Meta làm điều đấy rồi. Họ muốn đánh thẳng vào luôn khu vực nhà chính, muốn chơi theo chân gọi là giáp lá cà. Biết ông nào mà qua câu đặt đạn vào trận trong nhà xa vậy. Vâng, có lẽ là sắp có cá thả luôn, thả cá trước nhà luôn. Và muốn end luôn đây, chắc chắn muốn end luôn rồi. Vâng, đây rồi, đây rồi. Vâng, và được chưa? Chưa được, 1% mà thôi. Vâng, và kết thúc thời gian time out. Và chúng ta tìm ra được nhà vô địch của khu vực miền Bắc, đó chính là đội tuyển quân đoàn cây ruộng. Vâng, chủ nhân của giải thưởng 10 triệu đồng ngày hôm nay, quân đoàn cây ruộng, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Không còn gì để bàn cãi, mà thể hiện không còn gì để bàn cãi ngày hôm nay cả. Họ không để thua bất kỳ một round đấu nào xuyên suốt cả giải đấu chúng ta. Và đối thủ mạnh nhất và cũng là một trong những cái tên mà tôi đánh giá cao nhất trong ngày hôm nay, đó chính là Green Meta. Vâng, và sau đây thì tôi xin mời đại diện của bên phía Game Studio 9, của đại diện bên phía VNC sẽ lên trao thưởng cho nhà vô địch của chúng ta ngày hôm nay. Đón xem chung kết toàn quốc được diễn ra vào 14 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2023 để không bỏ lỡ loạt quả độc quyền từ Metal Slug Awakening.